Chào cả nhà nha. Bữa nhà mình mới tắm xong nha cả nhà ơi. Con chào cả nhà đi. Giờ bố đi lấy cái áo cho mẹ đi con. Lấy cái áo lại mẹ mặc cho con nha. Giỏi. Đi đi con. Đi ngoài đây cho mẹ. Ai, lấy mẹ mặc đồ cho bố nha, bố nha. Đây con, đây quay đây. Đây mình mặc đồ cho con nha. Mặc đồ cho em ngủ nha. Giỏi. Đây. Đây mình mặc éo vô. Éo vô bố con ngủ nha. Nha. Đây. Giỏi. Nha. Nha. Ai, con gấu của con nè. Lên đây, ôm đi. Con lên ôm đi. Ôm ngủ đi. Ôm. Ôm kìa, em ôm kìa. Giúp gì đây? Giúp gì vậy? Bớt ôm con gấu kìa cả nhà. Con gấu của bà Linda A gửi. Của cô Linda A gửi cho bớt nha cả nhà. Bớt ôm nè, bớt thích lắm cả nhà ơi nè. Ôm đi con. Ôm mẹ, bớt ôm mẹ. Ôm em, con hôn em đi, con hôn em đi, không em gấu nè, không ai. Ô, đâu? Ô, chung em hả? Ô, chung em. Chung em. Bắt chung em đi, chung em đi. Nha, con ôm em đi bắt. Ê, con ôm em nha, ôm em này, con ôm em đi, ôm em. Anh đây, ôm em. Á, con làm gì đó? Ô, nói chuyện với em đi. Bất thích gấu bầm nhà trường á. Gấu ôm con này, gấu cũng ôm con này. Của anh ôm này cả nhà, anh ôm cứng nhắc không. Gì đó, con nói chuyện với gấu đi. Gấu mềm ôm sướng lắm rồi bó đây. Gió đồng đồng.